Công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh điều tra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi là dàn cảnh trộm cắp tài sản của người đi khám chữa bệnh. Thời gian gần đây, Công an quận 10 liên tục nhận được nguồn tin tố giác từ các đối tượng chuyên dàn cảnh móc túi tại viện tim thành phố Hồ Chí Minh, phường 12 quận 10. Thủ đoạn của băng nhóm này là khi thấy người dân xếp hàng khai báo y tế thì dùng dao rạch túi để đồng bọn xô đẩy rồi móc túi lấy tài sản. Sau khi lấy được tài sản, bọn chúng truyền cho đồng bọn đang đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Khoảng 5 giờ sáng ngày 25 tháng 12 năm 2021, trinh sát đang mật phục thì phát hiện Nguyễn Văn Tân, Đỗ Thị Sáng rạch túi lấy tiền của một người phụ nữ liền ập vào khống chế. Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác nhanh chóng bắt giữ các đối tượng còn lại. Thời điểm bị bắt, nhóm này gây ra 3 vụ móc túi, chiếm đoạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng khai không nhớ hết các vụ móc túi. Hầu hết các nạn nhân thường có gia cảnh khó khăn từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh để khám chữa bệnh. Còn những đối tượng trộm chó thường sử dụng xe máy phân khối lớn và thủ sẵn hung khí tự chế để chống trả khi bị phát hiện. Tình trạng này xảy ra phổ biến ở thành thị và cả vùng nông thôn khiến người dân vô cùng bất an. Mới đây, Công an xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vừa tạm giữ một nam thanh niên có hành vi tấn công lực lượng chức năng. Vào lúc nửa khuya, hai thành viên của đội phòng chống tội phạm quận Bình Tân tuần tra thì phát hiện một đối tượng đang bắn một con chó tại nhà dân gần đó và chuẩn bị tẩu thoát. Ngay lập tức, các anh đuổi theo, nhưng do chạy với tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên tên trộm té ngã. Lúc này, một thành viên trong nhóm lao đến thì bất ngờ đối tượng dùng chĩa tự chế đâm lại. May mắn anh này né kịp. Sau đó, đối tượng bị khống chế đưa về cơ quan công an. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lê Quy Quà, quê quán An Giang, đang tạm trú tại quận Bình Tân. Do không có tiền tiêu xài nên đi trộm chó.